Đỡ bên này, đỡ bên đây nè. Nghe. Chứ không phải là thấy anh lên hình đẹp quá rồi bắt chước anh Duy Nguyễn dạy kiểu này thôi, nó mất này gọi là mất dạy luôn rồi đó. Vô. Đứng lên. Nhầm nhò gì? Xuống từ từ em. Không xuống nhanh quá sốc tạ. Cũng nhẹ gì cũng được, đừng nhẹ gì cho nó kể nó nghe con cũng được. Ép lần vậy nè, đó, ép vậy mới là ép nè. Gym nữ tâm kinh, cực phẩm gymmer, thước tha đầy mạnh mẽ. Rồi, chào mừng các bạn đến với chương trình Gym nữ ngoại truyện. Đây là một cái chương trình series video hướng dẫn tập luyện căn bản. Chứ không phải là một buổi tập thật nha các bạn. Đây là những cái kỹ thuật tập trên những cái thiết bị từ căn bản tới nâng cao. Khi mà các bạn phải luyện xong hết cái này rồi thì các bạn coi gym nữ tâm kinh các bạn mới hiểu. Chứ còn không thể nào mà các bạn đọc gym nữ tâm kinh mà các bạn vô bạn bay tập những model là chuyện đó là không thể. Đó, thì khi mà các bạn đến với Thor Gym các chi nhánh á để bạn tập á thì đương nhiên là có PT, nó là có chuyện khác. Còn cái thể loại video này là Duy có hai cái thông điệp. Một là hướng dẫn cho các bạn nữ tập ở nhà, không tập ở nhà hoặc là tập phòng gym, điều kiện kinh tế thiếu thốn, không có điều kiện thuê PT hoặc là PT trình nó có vấn đề thì các bạn cần có một cái kinh nào đó để các bạn xem, các bạn đối chiếu để các bạn tự có kết quả tập luyện tốt hơn. Và cái thứ hai nữa là cái này nó cao cả hơn nè, đó là cái sứ mệnh mà 5 ký cơ. What? 5 ký cơ không bao giờ đổi, đâu biết nhiêu tiền, chắc 500 tỷ có lộn. Năm dạo này hay mà lộn mà 500 tỷ, 500 triệu không sẽ lộn bằng nha. Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau đi qua một cái buổi nó khó hơn so với những buổi trước. Đây là cái chương trình tập bán free weight. Đó, bán free weight, sau đó chúng ta qua free weight, chúng ta sẽ dòng lại BBS và chúng ta kết thúc cái chương trình ngoại truyện về mặt thực hành. Nó còn ngoại truyện mặt lý thuyết các bạn, nó chung phức tạp lắm. Rồi, xin giới thiệu với em và các bạn, đây là chiếc máy 130 triệu. Thật sự thì cũng thông cảm thôi, tại làm marketing phải nói giá thôi chứ muốn giấu lắm. Để người ta biết là người tập máy trên 130 triệu mà. Rồi đây là cái máy đạp đùi. Thì đây là một cái bài tập về chân, nó bán free weight nó khá là quan trọng. Nó khá là quan trọng trong thể hình. Chúng ta cũng phải tập qua cái bài này. Sau đó chúng ta mới qua những cái bài free weight như là squat với thanh tạ đồ, hoặc là Romanian deadlift. Thì em nằm, em đặt chân vô đây. Ok. Xong em đạp lên. Nha. Hay. Rồi, xuống càng sâu càng tốt. Xuống cái chân này nó buông, anh ở ngoài sẽ canh cho em. Rồi đạp lên, thở ra. Làm chừng chục cái. Rồi, hy vọng em có thể làm được. Tới chân không? Tới không? Khoan. Cái ghế này nó sẽ có ảnh hưởng về chiều cao. Cái chân em đạp đây tới không? Em có lực em đạp ra không? Có lực đạp ra đúng không? Nhưng mà đạp chưa đủ răng để mình kéo cái cây này vô này, thấy không? Nên cái này nó sẽ là có một chút xíu vấn đề. Rồi. Bây giờ á, muốn khắc phục vấn đề này á, thì có một cái cách như vậy. Rồi em phụ anh đạp, em lấy chân em đạp vô đây đi. Em phụ anh một chút nha. Đạp mạnh lên. Đó. Xong rồi hạ từ từ xuống. Hạ nữa. Còn cây quỷ bên đây nó bị kẹt nè. Ok, rồi. Rồi, từ từ nha. Xuống nữa. Rồi. Đạp lên xíu nữa đi. Rồi, ráng. Thôi giờ cái chân đạp đây, em được đạp đây nè. Nó cơ chỉ em chỉnh cái ghế thôi mạnh khổ vậy đó em. Bò qua bò lại cả trúng gì mềm mềm ta. Hả? Xin lỗi nha. Da thịt. Xin lỗi nha. Rồi, tiếp tục các bạn. Đó, giờ mình chỉnh ra cái form này mới đạp được nè. Khổ chưa? Nhớ vị trí, nhớ ghế. Giống như em ngồi xe mẹt kia đó, có nhớ ghế. Nó thấp quá anh. Hả? Nó thấp thì mới đạp ra được chứ, nãy em lùng mà. Rồi, đặt cái chân bình thường. Ok. Rồi. Chưa? Anh đếm á. Chuẩn bị đạp nè, lực nó truyền teo vô gót ngay đây. Có đạp dụng lực phía này, phía sau nè, không có dụng mũi nha. Dạ. Dụng lực phía từ ống chân phía sau, đạp. Cái này bám vô đây để tạo cái độ thăng bằng, độ bám, độ ma sát. Rồi, bây giờ á, em cầm hai cây ngoài nè em. Tại vì khi mà em đạp lên á, là phải ép cái cây vô,
để cho nó tháo khóa. Giờ nó game nó khó rồi, không có như xưa đâu. Rồi đập lên nè, đập lên, giữ lại nha. Chưa, đập thẳng chân luôn. Đó. Không được, đừng có mở khóa sớm quá, thấy chưa? Rồi, bây giờ mới đập lên nè, đó. Đập lên, rồi xong. Rồi, ok. Rồi đập lên, đó. Ok, nó không? Rồi đập lên, chính xác. Nặng không? Không. Ok, đó. Ráng sâu sâu hơn xíu nè. Em ráng sâu sâu cái đùi em này gài gần chạm cái bụng em luôn nè, nó gần chạm cái ấy luôn nè. Tức là cái này nó gần chạm cái ấy luôn. Nhớ nha. Rồi, đó. Nó xong rồi gồng đạp lên, cái nào ra cái đó. Rồi. Đó. Hai cái tay vịn đùi gối em cho nó chắc chắc cái chân lại. Đó. Đó, đạp lên. Đúng rồi. Đó, đạp lên. Đúng rồi. Mệt chưa? Còn được hai ba cái đi. Một. Đó. Ở đây nè. Hai nè. Chuẩn bị nè. Tiếng phía bụng nè, đẩy ra thở nè. Đó. Rồi xong, từ từ chưa được, cái vị trí của em là phải nhớ. Em cái vị trí này em chưa có ép cây được đâu nè, bây giờ nè em mới cầm hai cái cây này. Em cầm hai cây này nãy em ép vô đúng không? Bây giờ em thả cái chân em nó nằm ở vị trí lưng lửng vậy nè. Chưa được, em nhìn qua cái em không thấy được đâu. Đây đó, đúng không? Nó xuống như vậy nè. Nhớ cái vị trí ngay đây. Quá. Biết rồi nhưng mà giờ đang chỉ em phát. Thấy chưa? Ê bên đây còn bên đây nữa anh ơi. Trời mở vậy khổ ghê á, dạy mấy thằng chiếu mới này. Không có biết làm cái gì vậy mấy bạn. Nó trên video là mình dạ mình thảo mai lắm luôn rồi đó. Chứ không có kính này mà nãy giờ nhai xương rồi. Trời ơi, không có được đồng bạc nào hết trơn á, thành không à. Rồi. Xong rồi ra đây chỉ cho. Ra đây ngồi dạy cho khóa nè. Bực mình. Tháo ra, bớt cục. Chỉ cho. Nãy giờ dạy muốn chết luôn chỗ này. Cái máy gì đó. Tại bị ABC em khỉ gì? Nè vô đây. Nhìn cái vấn đề á là nè, cái chốt an toàn nó gắn vô này em hiểu không? Em đạp lên như vậy nè. Đó, nãy em đạp lên nè, nó dướng từ lưa tới đây nè không? Nè. Cái này là cái khóa lại, ok. Đó, đây là cái khóa lại. Còn khi em đạp lên á, nó như vậy sao mở được? Không? Nó như vậy là sao nó mở được? Em muốn mở được á thì cái vị trí đạp của em nhích lên cái, em ép luôn. Ok. Đó. Em nhích vô một cái nè, đạp lên vậy em ép luôn. Hai cái tay này tháo khóa nó quan trọng chứ ai tháo cho em được. Biết đi em tháo được. Đó, ép vô. Đó xong rồi cứ đạp hết đi. Nhớ được cái vị trí hồi nãy đó, cái vị trí này vị trí nhớ nè. Cái này mở ra. Đây, tức là nhớ anh cái vị trí này thôi. Mọi người có vị trí nhớ. Đúng không? Đó. Cho nó an toàn. Nó mất mà lỡ không có tiền thuê PT thì tự tập được nha. Rồi vị trí của em đó, trả. Nhớ cái vị trí của mình. Đâu lấy cái tạ ra coi thử coi. Đâu, thao tác ngọt coi. Rồi sao nữa? Đó tạ mà ổn. Đúng rồi. Ok. Ở cái góc này nhìn đã lắm các bạn. Nani? Ý như nó là cái máy nha. Ở cái góc này nè. Nhìn cái máy 130 triệu đá 1 tiền các bạn. Thoải mái đi có anh đỡ mà. Đúng rồi. Đó. Rồi cái vị trí sâu sâu xíu em mới nhớ nè. Ủa túi hả? Rồi vô chưa? Rồi vô đi, em nhớ sao? Vô sao, nhớ rồi. Đúng rồi, giỏi. Thì đầu tiên là mình ép cây vô, sau là mình mở cây ra. Đầu tiên mình ép vô, sau là mình phải nhả ra. Đúng không? Đầu tiên mà ép vô vậy nè. Sau đó mình phải mở ra. Nè bây giờ có những điểm á mà em với các bạn xem video phải chú ý á. Cái tay của mình thì đơn giản thôi, thấy cầm đây cũng được, có vấn đề đó không có gì hết á. Nhưng mà cái lưng nè, cái lưng là nằm ngay chỗ lưng dưới á, nó không có sát cái ghế. Mà cái lưng dưới nó phải vỗng lên. Bao giờ nó không phải dẫn không câu hết á. Nè dẫn không câu giống anh vậy nè. Đó, thấy không? Cái tư thế đó cực kỳ quan trọng. Nên trong tập gym á, tụi em phải dẫn lên vậy đó. Đó. Ok nhất. Cái thứ hai, cái khi mà tập luyện cái động tác này á, ở cái động tác mà cái máy á, động tác thấp nhất, tức là lúc đó là cái chân của em nè, nó không có nằm banh banh như vậy nha. Đó, đặt như vậy là không có đúng. Em vô phòng gym em gặp mấy nhỏ là chặt hẳn cái giò này đó là không được á. Mà đặt vừa vừa thôi. Nè nhìn nè, nó để cho nó có một cái má đùi bên đây nè. Đúng không? Nó tì vô cái bụng của em á, khi mà nó vị trí thấp nhất.
để tạo sự an toàn, nó không gây sự nguy hiểm. Đó, nên anh mới nói là em xuống sâu á, là cái phần này của em gần chạm cái ấy, đồng nghĩa với cái đùi phía trên này nè, nó chạm với cái bụng. Và cái bụng đó nó gồng lại để nó giữ lực. Đó, thì cái lúc đó đó là cái cơ mông á, cơ mông là cơ ở đây nè, cơ đây, và cái cơ đùi sau á nó sẽ được phát triển. Nhớ không? Rồi mà khi mà em đạp cái chân thẳng thẳng lên chút xíu á, khi mà em đạp cái chân thẳng thẳng lên một chút xíu á, thì ví dụ như cái chân em đó, nó cái đùi đi, giờ mấy bạn nhìn cái đùi á, nó lên một chút xíu, nó không còn sâu như vậy nữa, nó lên chút xíu á thì là nó chuyển qua đùi trước. Nó chuyển qua đùi trước, nó sẽ có sự chuyển đổi lực từ cái mông và đùi sau để chuyển qua đùi trước. Nên cái bài tập này á là tập mông đùi luôn, cả mông và cả đùi đó. Khi mà em đặt thẳng chân ra là nó ăn vô đùi trước 100%, nó không còn đùi sau nữa. Nhưng mà khi mà nó sâu xuống vậy là nó chuyển qua đùi sau, nó có sự giao thoa cơ bắp nha. Rồi đó là một số điểm lưu ý. Quan trọng là cái chân nữa, bài tập này cái đùi gối á, nó dễ lắc, nó dễ lắc vạc. Mà các bạn đi tập gym á, mà mấy thằng PT nó không để ý chỗ này, vậy là mốt quăng mẹ đùi gối luôn. Đó là mình nói thiệt. Nên cái đùi gối mình phải thật sự là thận trọng. Khi mà tập về á, mà có dấu hiệu bất ổn ở đùi gối á, thì phải lập tức nói cho PT nó biết liền. Mà còn cảm thấy nó không độ trớt thì kiếm người khác nói nha. Nên anh mới nói là cái tay em cầm ở đây cũng được, với điều kiện phải ổn định được cái đùi gối. Cái đùi gối em cảm thấy không có xua đó thì em để lên à, thì lúc này là cái đùi gối em nó sẽ chắc chắn hơn và cảm thấy nó tự tin hơn. Đó là một số điều mà anh muốn nói trong cái bài tập này. Nhưng mà khi mà đạp lên á thì không có thẳng chân khóa khớp, cái vấn đề đó thì có PT theo dõi cho các bạn rồi. Rồi vô, thí dụ như ở đây nói luôn mấy thằng trai nha, ở đây là phòng gym của anh nên anh dạy hơi láo, cái đó anh thừa nhận. Nhưng mà các em dạy khách không có dạy cái kiểu này nha mấy em. Dạy kiểu này ngày mai nó cho ăn tờ rì bọt là bị đuổi á. Đỡ cho người ta thì đỡ đàng hoàng ông ơi, đỡ bên này đỡ bên đây nè nha. Chứ không phải là thấy anh lên hình đẹp quá rồi bắt chước anh Duy Nguyễn dạy kiểu này thôi, nó mất này gọi là mất dạy luôn rồi đó. Nó tại vì Duy Nguyễn đẹp trai á nên Duy Nguyễn mới thật ra đỡ mấy cái kiểu bá đạo vậy. Cái phần á chưa hết, thí dụ như nói cho bạn nghe cho bạn hiểu luôn, tức là ở trên clip á là dạy, là đóng vai là Duy Nguyễn đang dạy cho học viên, nhưng mà thực chất ra khi mà quay phim đó là hai model nó quay với nhau, đúng không? Bạn hiểu vậy chứ không phải là các bạn đi vô trong phòng gym các bạn dạy người ta, bạn coi khách là con model, không phải vậy, lộn là chết luôn á. Nên có những cái bạn mà fan cuồng như Nguyễn mà cuồng cách mà cuồng thái quá, mà cuồng cách bắt trước, mà bắt trước không có chọn lọc luôn á, cũng không tốt lắm nha các bạn. Vô em, 1 2 3 đẩy. Ê quên cái tá không, này nó phải có người kéo qua giùm nè. Rồi giúp. Rồi ok, ok đó, ok ok ok. Đứng lên, nhầm nhò gì, xuống từ từ em, con xuống nhanh quá sốc tạ. Ừ đó, xuống vì tốc độ nó lỏng rồi. Nè giờ làm theo anh nè, em để vị trí sâu sâu một xíu em chịu đi, có anh giữ cho không sao đâu. Nè sâu sâu một xíu nè, anh chịu nè, nó cảm nhận nè. Rồi đừng có cười, cứ tập trung đứng thở. 1 2 3 đạp lên đó, đúng không? Ok rồi, nè vị trí này nè, đó buông ra luôn. Có bảo hiểm mà lo khỉ khô vậy, diễn cho xong rồi hả? Thật ra có bảo hiểm rồi, giờ đẩy lên có nổi không? Không nói rồi sao? Thôi đi ra luôn đi. Đi ra luôn chứ sao, máy xịn mà. Để không nói thôi đi ra luôn. Rồi, đổi máy luôn. Sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? No. Vô mông không? À, cứng luôn hả? Anh tưởng là đàn ông nó mới cứng chứ. Cứng nào? Nói rõ rõ ơi. Cứng cái đùi. À cứng cái đùi, có thể là cứng chỗ nào này hả? À? Như máy xịn mà, máy xịn không? 130 triệu đó. Xịn. Đóng mấy trăm ngàn tháng vô tập 130 triệu rồi. Đứng vậy đi. Cái này đau không? Cái này ê không? Cái sao nè? Chơi nữa không? Thôi chơi mấy khác đi. Thôi chơi cái khác đi anh. Chơi khác ok được hả? Đổi kiểu hả? Đổi kiểu đi. Ok, đổi kiểu rồi. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam.
BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.